Sau gần nửa tháng xảy ra vụ việc cháu Hồ Phúc Hiếu bị bố dượng là Trần Bá Thịnh ở phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai đánh đập, những chấn thương phần mềm, vùng mắt, mặt, đầu của cháu Hiếu đã khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên, tâm lý, tinh thần cháu Hiếu vẫn còn hoảng hốt khi tiếp xúc với người lạ. Cháu liên tục quấy khóc, sợ sệt khi rời tay mẹ. Thì việc trong tay riêng của tôi thì bây giờ tôi không về mặt đến nữa, tôi ở đây nuôi con với bố mẹ. Hoàn cảnh của gia đình bà Nguyễn Thị Suốt, bà ngoại cháu Hiếu vô cùng khó khăn. Bản thân bà bị bệnh ung thư dạ dày, đã phẫu thuật cách đây một năm, hàng ngày vẫn phải dùng thuốc. Ông bà nay đã trên 65 tuổi, mọi chi phí sinh hoạt dành cho bốn người chỉ nhìn vào mấy đồng thu nhập từ làm rau màu, nuôi ít con gà, con lợn và tiền trợ cấp người tàn tật hàng tháng của mẹ cháu Hiếu. Chị Sẻ lại đang trong giai đoạn mang bầu. Sắp tới đây, sinh thêm em bé nữa sẽ vô cùng khó khăn. Ba là bà ngoại của cháu Hiếu vừa rồi thì hôm nay cháu Hiếu bị bộ trưởng đánh đập. Đập xong rồi cũng có trách nhiệm gì đưa cháu đi bệnh viện thì ba cũng cố gắng đưa cháu đến bệnh viện đa khoa Quang Khởi, được các bác thì chăm sóc cứu chữa tích cực thì cháu bây giờ được hồi phục một phần nào rồi, cho mà tinh thần cháu còn hoạn loạn á, còn sợ thịt rồi chứ bà cũng ốm đau bệnh tật, cho mà bà hứa là đéo mẹ con cháu Hiệu về cứu mang nên nuôi dạy cháu cho thành người. Trước đó, vào chiều ngày 27 tháng 3, Phòng khám Đa khoa Quang Khởi, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân 2 tuổi tên là Hồ Phúc Hiếu trong tình trạng bị chấn thương phần mềm, vùng mắt, mặt, đầu bầm tím, chảy máu. Qua những thông tin mà gia đình cung cấp, Công an thị xã Hoàng Mai đã triệu tập Trần Bá Thịnh là bố dượng của cháu Hiếu. Tại cơ quan công an, Thịnh khai nhận đã có hành vi đánh đập cháu Hiếu. Tuy nhiên, đây là đối tượng có bệnh lý tâm thần nên không bị truy cứu, mà được giao cho địa phương và gia đình quản lý, giám sát.